Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, ai là kẻ tiếp tay cho lịch sử? Thật nực cười, những kẻ tay sai bán nước, tội đồ dân tộc lại được vinh danh như những anh hùng dân tộc. Chúng đặt tên đường, tên trường cho những tên bán nước hại dân. Bọn chúng là ai? Tại sao dưới chế độ xã hội chủ nghĩa này lại có những kẻ tôn vinh giặc? Hãy xử lý nghiêm khắc những tên tiếp tay cho giặc. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết của Nhân Đạo, lịch sử đã lên ngôi. Không biết từ khi nào mà những kẻ bán nước hại dân, tội đồ dân tộc lại được vinh danh bằng cách lấy tên của chúng để đặt tên đường, tên trường trong chế độ xã hội chủ nghĩa của những người Cộng sản Việt Nam. Sở dĩ tại sao mà trong thời ngụy quyền Sài Gòn thì những kẻ bán nước hại dân, tội đồ dân tộc như Gia Long, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký lại được lấy tên để đặt cho tên đường, tên trường học. Đó là bởi vì nó phù hợp với tư tưởng, nguyện vọng, ý chí, ý thức hệ của bè lũ bán nước, ôm chân ngoại bang xâm lược, ngụy quyền, ngụy quân Sài Gòn. Chúng làm vậy không những để tôn vinh những kẻ đã bị lịch sử kết tội là tội đồ dân tộc, mà chúng làm vậy còn để chuyên truyền giáo dục cho các thế hệ con cháu của chúng là hãy tiếp tục sự nghiệp tự nhục, ôm chân ngoại bang để phụ thuộc, để ăn bám ấy. Thế mà, sau 45 năm kể từ ngày những người Cộng sản Việt Nam chiến thắng quân xâm lược ngoại bang, giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước hoàn toàn, thì ở đâu đó trên đất nước của những người Cộng sản yêu nước, yêu độc lập dân tộc, yêu độc lập tự do, đã xuất hiện những sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự thay đổi tư tưởng mà hành động tôn vinh những kẻ bán nước, tội đồ dân tộc, và lấy tên của chúng để đặt cho tên đường, tên trường học là một trong những minh chứng rõ rệt nhất. Không biết là sau 5 năm nữa, liệu họ có trở thành những kẻ bán nước thực sự, chính thức hay không? Tiếp sau một số tỉnh phía Nam, thì mới đây tỉnh Gia Lai đã lại tiếp tục sự ngu xuẩn đó khi lấy tên hai kẻ bán nước hại dân là Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký để đặt tên đường. Trước đó thì thành phố Hồ Chí Minh đã lấy tên của kẻ bán nước ôm chân thực dân Pháp là Trương Vĩnh Ký để đặt tên trường học, và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ đã dựng tượng đài và đền thờ kẻ cắt đất của tổ tiên dâng cho thực dân Pháp là Phan Thanh Giản. Chúng tôi, quần chúng nhân dân trên khắp cả nước rất bức xúc trước những việc làm có mắt như mù, có não không để nhận thức này của một số tỉnh thành. Chúng tôi đề nghị các bộ, ban ngành, các cơ quan chức năng của Trung ương hãy điều tra làm rõ, không để tình trạng thoái hóa biến chất này có thể lây lan rộng.